Chào mừng các bạn đến với Swinburne Việt Nam. Firstly, we equip students with global knowledge and skills for international job opportunities. Second, we teach them technology and adaptive skills for lifelong learning. And finally, they learn real-world projects with industry experts that allow them work experience in an international environment. Chúng tôi đã phối hợp với Swinburne để giúp cho sinh viên có những cơ hội tham gia và triển khai các dự án trên thực tế. Các bạn được cùng với doanh nghiệp giải quyết những vấn đề và những bài toán mà thị trường đặt ra cho doanh nghiệp. Sinh viên Swinburne có năng lực tiếng Anh rất là tốt và các bạn cũng rất là sáng tạo, cũng rất là linh hoạt trong công việc. Tôi tin rằng là với những cái lợi thế cạnh tranh như vậy thì trong tương lai khi ra trường thì các bạn sẽ có khả năng thích ứng và hội nhập với thị trường lao động rất nhanh. Với môi trường học tập quốc tế và đội ngũ giảng viên tận tâm, Swinburne đã rất phát triển không chỉ về kỹ năng, về kiến thức mà hơn hết là tư duy sáng tạo, là kinh nghiệm làm việc ngay từ khi còn trẻ. Điều này đã giúp tự tin hơn và có nhiều cơ hội việc làm tốt ngay sau khi tốt nghiệp. Hãy đồng hành cùng Swinburne để bắt đầu chinh phục ước mơ của bạn với 3 khối ngành xu hướng: kinh doanh, truyền thông đa phương tiện và công nghệ thông tin. Tọa lạc tại 3 thành phố lớn: Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Giờ đây, bạn có thể biến ước mơ theo học chương trình top 1% thế giới ngay tại Việt Nam thành hiện thực. Cũng trong năm 2024, Swinburne có nhiều học bổng ưu đãi lên tới 60% học phí dành cho các sinh viên muốn tiên phong để thành công. Đăng ký ngay hôm nay để trải nghiệm học tập tại một trong những trường đại học hàng đầu.